ngày hôm nay mình và Quân Hiếp sẽ phát triển một đội quân zombie khổng lồ. Khi mình to rồi các bạn ạ, mình sẽ đi ăn tất cả đội hình của đối thủ khác để chiến đấu với đội quân khác, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì các bạn hãy ngồi đây xem mình phát triển đội quân zombie như thế nào và chiến đấu với người chơi khác như thế nào các bạn nhá. Đây, mới vào level 1 các bạn ơi. Đúng rồi, là có một mình thôi. Và mình đã trở thành zombie rồi các bạn ạ. Đấy, xanh nét kia kìa. Và hai cái răng đã nhòi ra ngoài. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thu thập những zombie khác. Đây, các bạn ơi. Ui, đấy. Vậy là mình đã thu thập được ba anh. Đấy, ba anh zombie rồi. Đúng không? Rồi, tiếp theo. Wow, bảy anh rồi ba, có khiên nè. Mình sẽ ăn khiên để rồi cho những cái thằng đội chơi khác nó sẽ không ăn mình các bạn ạ. Nhiều khiên. Hiện tại thì mình đang ở trong một khu rừng rất là âm u các bạn rồi. Rồi rất là nhiều những zombie đi lang thang, đi không có nhà để về. Bây giờ mình sẽ đi thu thập mà. Tiếp theo, ui ôi, quá nhiều luôn. Wow. Chạy luôn. Có một đội zombie to hơn đang định nuốt mình vào bụng luôn. Nhưng mà bây giờ mình đã có khiên, mình không sợ. Ở đây rất là nhiều những ngôi mộ ghê quá các bạn ơi. Zombie lôi từ dưới đất lên. Đúng rồi, nó đi lang thang ở trên này thì mình sẽ đi thu thập những con zombie này các rồi, bạn ạ. Đâu? Bây wow, giờ... à có một tên bé hơn, bé người hơn ạ. Các bạn thấy chưa? Mình to, người kia nhỏ, mình có thể ăn được. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cố gắng nha. Ui, ở chỗ này được có quá là nhiều khiên luôn các bạn ơi. Wow, nhìn kia. Bị ta ra ăn đi. À, cái thằng này đứng im luôn. Luôn bụp luôn. Wow, cái thằng kia 4,74 nghìn rồi à. Ui, nhiều điểm thế. Kệ nó, không quan tâm người bây tài đâu. Biết đâu tí nữa mình có thể ăn được. Mình cắn nó. Ví dụ mà thằng zombie nào đó đi lang thang mình thu thập về. Wow. Đấy rồi, mình cứ đi theo cái đường này thôi. Và kia mình nhìn thấy một tên nó ít điểm hơn mình đó. Đã ăn luôn. Mình sẽ ăn điểm thằng này. Đâu, bên kia. Đây. Chạy chúng tôi à. Chạy nhanh cũng vào đội hình của mình thôi các bạn ơi. Đúng rồi, đội hình của mình bây giờ đang quá là mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Tiếp theo, cái thằng 200 này. Đây. Nhiều đấy. Chạy đi, đừng có đứng lại. Đứng lại là bị ăn thịt luôn. Đúng rồi. Rồi, kia. Đấy, bên kia có rất là nhiều đội xanh luôn. Wow, bây giờ mình đã hết cái tia sét rồi các bạn ạ. Nên là mình phải ăn cái tia sét để nó chạy nhanh. Đấy. Đây. Wow, ăn một thằng kia. Chạy đi đâu con sâu vào mồm mình luôn. Ra ngoài á, trời trận mới luôn. Rồi, em. Ui, quá là nhiều tia sét luôn. Đây là khu VIP này, wow. Những con VIP, những con khỏe thì sẽ được vào khu VIP các bạn ạ. Còn những kia, con zombie bình dân thì ở ngoài. Nhưng mà mình phải có tiền. Đúng rồi, tiền mới vào được. Đúng rồi, ok. Trên kia là có rất là nhiều khiên. Wow, ở trên này là có những cái gì mà nó màu xanh nó đang quay cuồng ấy các bạn ạ. Bay phấp phới luôn. Ôi. Lên đây ăn khiến ăn luôn cả tia sét luôn. Thế cái thằng kia mình bây giờ mình sẽ không để ý nó nữa các bạn ạ. Nó nhiều điểm rồi. Bây giờ mình chỉ để ý những cái thằng nào nó ít điểm thôi. Để tôi ăn. Đúng rồi, để thu thập về đội quân của mình cho nó mạnh mẽ. Sau một hồi đó mãi miệt đó, mình nói thì mình đã lên được tầm 9.900 điểm rồi. Về lại 9.000 điểm thì mình top đầu mất rồi các bạn ạ. Bây giờ nhìn kìa, có quả bom nguyên tử hạt nhân. Bây giờ ra ăn đi. Bây giờ nha, để hạt nhân tất cả 99 xua búc. Còn nếu mà nhân 2 kích thước
mất 49 số búp rồi, nhưng mà mình không có tiền. Thôi quá là buồn luôn các bạn ạ. Đó, đây rồi, đây rồi. Phát sáng kìa. Anh bạn ơi, anh bạn 200 điểm ơi. Nào. Ok, bên thằng kia nữa, ăn luôn thằng kia. Đâu, đâu, đâu. Đấy, cái thằng kia đấy, đấy, thằng kia chạy nhanh à, chặn đầu luôn. Chặn đầu luôn. À, nó đâu à, đây 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 đấy. Chạy à, chạy à. Ui, chạy nhanh đấy bạn ơi. Chạy nhanh thì làm sao mà chạy thoát được mình. Rồi, đây này. Ăn nè. Rồi, hiện tại thì mình đã được 1021 rồi. Ok, mình vẫn phải ăn cái khiên và ăn cái tia sét. Ở đây rất là nhiều cây cối mình không ăn được nhỉ. Ngày hôm nay là mình đi thu thập những zombie để trở lên siêu to khổng lồ đấy. Chứ không phải là kia một hố đen các bạn ạ, để ăn nuốt tất cả mọi thứ. Ôi, cái thằng này. Ôi giời ơi bạn ơi. Rồi. Bạn này không ăn khiên này, đổi trời ơi. Không ăn khiên thì mình bị mình ăn thôi. Đúng rồi, bây giờ chúng ta bé điểm hơn thì chúng ta phải ăn khiên đấy. Ui, thằng kia zombie to, sao đi vào đấy? Rồi, cái mình nó có khiên các bạn ạ. Có khiên mình không phải phờ lo đấy. Ui, có rất nhiều. Ai à, thằng này nhiều đấy, nhiều đấy. Mình xin nha bạn ơi. Ui. Quá là nhiều luôn, quá là nhiều luôn. Rồi. Đi quay sang bên này ăn khiên cho nó được nhiều lâu một tí đấy. Ăn thằng kia luôn. Đúng rồi, bây giờ mình cứ thằng nào vào là mình ăn, cứ thằng nào vào là mình trả thế không à. Đấy, thì nó mới nhanh được lên cao. Nếu bây giờ mình đi thu thập này lâu lắm các bạn ạ. Quá là lâu luôn. Rồi, ok, mình đã cũng gần hết khiên rồi các bạn ạ. Đấy, mình phải ăn kia tia sét này cho nó nhanh lên. Rồi, ăn khiên, ăn tia sét. Rồi, vào đi xem nào. Đi vào trong đi. Đây. Cứ bình sở tĩnh, không việc gì phải phở lo, phải vội hết. Đây rồi. Đây rồi, cái gì? Ăn đi kia, cái thằng kia kia. Đây. À, cái thằng 2000. Rồi, bạn nào muốn tham gia, mình đang... Văn luôn. Wow, sao zombie của nó biến thành màu tím luôn. Vừa biến thành máu tím, mình ăn một phát luôn các bạn ạ. Đó. Rồi, bây giờ không có ai to nữa, chỉ có mình và cái thằng chùm đầu thôi. Là 5000 điểm. Đúng mình rồi. 1000 điểm thôi. Còn đâu toàn 7-8 điểm, chưa đến 100 điểm. Ăn không bỏ. Tại vì mình cứ lớn lên một tí, mình ăn thì mấy đối thủ đấy ra lại chơi lại thì làm sao mà lớn được, đúng không? Đó. Nên là mình phải ăn khiên, mình phải đủ đảm bảo của mình. Bây giờ đi vào cửa hàng xem có gì không. Đi vào cửa hàng à? Đấy. Ok, cửa hàng luôn. Có gì không? Wow, quả trứng này. Ui, quá nhiều skin zombie luôn. Nhưng mà phải mua bằng Zubuk cơ. Rồi, to lớn. Đấy, ui. Nhiều lắm. Nhưng mà mình không có tiền, không có gì để mình mua các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình vẫn zombie của mình bình thường thôi. Đi ăn đi, chịu khó đi ăn. Đi rồi, vẫn chịu khó thôi. Cái thằng kia chạy à, chạy. Bạn ơi, đứng dám đi. Dám lướt qua mặt mình các bạn ạ. Đây, cái thằng này, ui, chạy nhanh thế. Bây giờ mình đã hết tia sét rồi nên là mình chạy hơi chậm các bạn ạ. Đó. Nên là mình phải cố gắng đi. Thế cứ bình tĩnh thôi, đi bình tĩnh thôi. Bây giờ mình nhiều các bạn ạ, thì mình cũng phải đi chậm, không như lúc đầu một mình chạy nhanh. Đúng rồi. Đấy. Càng nhiều thì phải càng được đi chậm, không bị lạc mất toàn lạc mất những người anh em zombie, đúng không? Đúng rồi. Ăn khiên này vào cho nó chắc cốp các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mà bị cái thằng kia nó ăn một cái thôi là mình ra mình chơi lại là hơi lâu ấy. Thu thập được tận 2000 anh em zombie này của mình là cũng phải quá trình ấy các bạn ạ. Đấy. Rồi. Đi ăn những tất cả những đối thủ khác. Đây rồi. Ui rồi ơi, chạy à. Ui. Ai ơi, cái bạn này ui chạy nhanh lên. Nó ăn xét thì nó sẽ chạy nhanh. Ui, kìa. Ăn ông kia đây. Đấy. Ông này đứng lại. À, ông này chắc biết là ông đấy bảo là thôi không chạy được nữa nên là chấp nhận đứng lại. Rồi. Đấy, để cho mình ăn. Rồi bây giờ có chạy thế nào, chạy lên trời, chạy lên quận cũng bị mình bắt được. Các bạn ơi, mình đuổi, mình ăn. Ăn mãi cũng không đuổi được top 1 các bạn. Ôi. Top 1 tận 5,83 nghìn. Mình
3,14 nghìn, gấp đôi mình thì làm sao mà đuổi được đúng không? Bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là có dụng bút mua, nhưng mà rất buồn là mình không có. Thế nên mình sẽ phải đi ăn những đối thủ khác các bạn ạ. Rồi bây giờ mình đang đuổi đối thủ 1.000 các bạn ơi. Đây đâu, đây đây, ngon 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 ngon, ăn đi. Chạy đi đâu đây? Ui mình hết kim tia sét rồi, mình chạy chậm. Không sao. Chặn đầu. Ôi à, chạy đi đâu chạy con sâu, chạy rừng à? Rồi không chạy được đâu. Đi đâu đứng lại đi. Ra kia là mặc vào vít rồi, không đi được người ta. Chặn đầu luôn. Ui, ăn đi. Ui mình phải né cái thằng kia ra. Ui nó đang ăn kìa, chuẩn bị nó đến đây để nó ăn mình đây. Đâu trời ơi, mình lên 4.000 rồi. 4.000 rồi mà... Ui chỉ còn tầm 2.000 nữa thôi là đuổi kịp thôi. Không đuổi được đâu các bạn ạ. Đấy, nhưng mà mình phải cố gắng. À có một cái thằng 1.200 kìa. Đâu ra đi. Ôi bây giờ mình ăn cái thằng ăn, đấy ăn tia sét. Bây giờ mình sẽ ăn tia sét thật rồi. Nhiều. Mình ra mình ăn cái thằng 1.200 đấy. Đúng rồi. Bây giờ mình chụp lên được 5.000 luôn. 5.000 luôn. Mong là cái thằng kia nó sẽ không ăn. Wow, mình sẽ ăn tia sét này. Rồi. Và mình sẽ ăn khiên. Ôi okay. Đảm bảo an toàn cho mình các bạn ạ. Đấy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ra ăn 1.000 kia. Đâu rồi? Đấy, bây giờ nha, nó mà ăn một phát lên 2.000 thôi, mình ra mình ăn nó cái. Ui nó lên bằng luôn. Bằng điểm luôn. Mình ăn top 1 luôn. Có khi là mình hơn luôn ý. Đâu. Đấy kia. Đâu? Nó đang ăn khiên. Chờ nó tí nữa nó ăn hết khiên một cái thôi. Đây rồi. Ui, skin của nó là con zombie màu vàng à? Zombie màu vàng à? 4,885,000 rồi. Bây giờ chỉ cần ăn hết của nó nữa thôi là mình lên. Sao nó tụt xuống còn có 600 mình kia. À, mình ăn của nó. Ui, sắp bằng top 1 rồi các bạn ơi. Nó ăn khiên. Rồi nó sẽ tí nữa nó sẽ sắp hết khiên. À, cái thằng kia nó thoát ra. Nào, đấy cái thằng cái thằng nhiều điểm kia nó thoát ra. Đúng các bạn rồi ạ. Nó không cho mình ăn các bạn ơi. Đi ra ăn thằng khác. Rồi bây giờ mình vẫn phải mãi miệt từ để cho những cái thằng mà 6 kia kìa nhiều điểm đấy. Rồi, các bạn ơi, mình bây giờ là 5,20 nghìn, còn thằng kia là 5,91 nghìn. Sắp đuổi kịp rồi. Bây giờ chỉ cần có một thằng 1.000 là mình thịt được thằng top 1. Đúng rồi, mình phải cố gắng đấy. Mãi luôn. Mãi miệt đấy. 100. Rồi. 100 cũng ăn. 100 cũng ăn hết luôn. Ăn hết, không để sót thằng nào hết. Ôi. Các bạn ơi, mình 5,90 nghìn. Thằng kia 5,91 nghìn. Bây giờ, mua rồi Vita ơi, ra thịt nó thôi. Nào, chờ đợi khoảnh khắc này rất là lâu rồi. À, nó chạy à. Ui, nó chạy. Chạy đi đâu bạn? Yeah, hiện tại thì mình đã 8,70 nghìn và là top 1 các bạn ơi. Ui, tiêu diệt được cái thằng chùm đầu luôn các bạn ạ. Đây mình đã làm vua rồi. Vua zombie, đồng quân nhất zombie ở trong màn đấu này. Đúng rồi, một đội quân đồng nhất các bạn ạ. Bây nhìn giờ này. Mình đấy, thấy chưa? Yeah. Mình đã làm chùm ở đây rồi. Bây giờ ở trong này không còn đối thủ. Mình và Vita đã tạo ra một đội quân zombie siêu to khổng lồ. Có một đội quân zombie siêu to khổng lồ khác của người chơi khác. Đúng rồi, mình và Vita đã cố gắng và ăn rồi lớn và tiêu diệt được đội quân zombie đấy các bạn. Trở thành vua đội quân zombie luôn. Và video của mình cũng đã hết rồi. Nếu mà các bạn thấy video này mình hay thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.